nay team mình đi chơi bowling. Nói chung ở đây thì nhạc, tiếng nhạc nó hơi to thì anh em thông cảm nha, chứ bởi vì là mình không có thể nào bắt người ta mà mở nhạc nhỏ lại được. Thôi là đầu chơi cái này nha. Có ai bị quăng vô đầu thì thông cảm không anh? Quấn vô trong mặt mày lại thôi chứ không anh thông cảm gì. Mình chơi là quyết định là nếu mà ai thắng thì mua bia, còn ai thua thì mua mồi nha anh em ơi. Ai thắng mua bia, còn ai thua thì mua mồi. Đó, team mình ngày nay nè, lâu lắm rồi team mình mới chơi vui như thế này. Ghê vậy. Ủa? Ghê vậy. Này, khoa bên kia đúng không? Khoa bên bên, khoa bên một đội rồi, ok. Còn Long qua đây. Em bên đây, em bên anh. Đó, ba nó bên đó. Quý bên Phương bên đây, Quý bên Phương bên đây. Xuyên qua bên kia, xuyên qua của bộ Vy. Hả? Là chưa dậy luôn hả? Này biết ném không vậy trời? Biết ném không? Trời ơi, tao chơi rồi đó ba. À, vậy là biết ném hả? À. Yeah. Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều. À, xấu hổ quá. Bữa sau thì anh em ném bùi vậy đó. Còn mọi lần ghê lắm anh em mà ném. Chết mẹ rồi. Còn sao có anh em tôi gánh mà. Có cơ hội, có cơ hội. Có cơ hội. Ném đi không? Ném đi. Rồi ra kia, ra kia. Cửa lại, cửa lại. Bây giờ một đứa dùng. Ra kia, ra kia. Chú ơi,
Thôi, nha, Vinh xuống đi, Vinh tí nữa xuống đấu với Long nè, xin lên. Mày á. Rồi, Quyên anh em đi. Mày còn Long, bên anh còn Long nữa mà. Thôi, tôi nữ đi thay đổi không khí một cái đi. Vô. Hai nữ phải nữ. Đây là ba bước luôn, nghe chưa? Quay nè. Tôi chỉ gài kèo thôi. Ủa vậy là có được ném được không? Có, được lần nữa. Hai lần à? Nhưng mà lần đó tôi 20 điểm mà. Rồi, Long với Vinh nha. Cố lên em. Vinh á, Vinh á. Con Vinh này nhìn là biết ném rồi. Mấy Vinh đã gặt chưa á. Tao quá tao có điểm mà mày nữa. Từ thôi. Tao em cứ ném khoảng tầm mấy cái đen đen này nè chứ không cần phải ném xa, hiểu không? Là nó tự lăn tới chứ không phải là nó thấy đâu. Không cần lực đâu. Đúng rồi. Gia đình chỉ còn phụ thuộc mình con. Bia hay gì không là do mày. Rồi. Vi kìa. Nó phá ném đi. Nhẹ thôi. Con gà này. Nhường nữ ơi con ơi. Nhường cho nữ ơi. Nó có mấy lượt à? Nó có 10 lượt à? Rồi nữ đi, nữ lại đi. Hai đứa mày em. Team đi quý á. Đó, đánh đi chơi đi. À mỗi bên 5 mà, mỗi bên được à, được 10 lần á, được lắm, được 10 lần á. Yeah.
thua. Cái này này hai cái không trúng cái nào luôn. Chết mẹ rồi. Này may quá. Nó ăn nữa là end game luôn. Đây nè. Chiến nó hay quá. Nếu mà anh chỉ có 10 là được nhân 20 mà đúng không? Mình đúng. Đúng. Ờ mày. Rồi. Mình 2 lần 10 là nhân là thành 40 điểm rồi. Đúng rồi. Rồi nên được mình rồi. 40 điểm. Thôi, hết ra tôi cũng bị công điểm. Chưa không chứ. Rồi, mày á. Mày phải thắng con Vi là mình mới thắng. Vi. Vi ơi. Hết luôn. Hết luôn. Rồi. Mày đứng lên, hơi lên qua đây tí đi để cho nó bay lên là vừa. Cố lên, mày thắng là thắng. Ôi, chạy quá. Đi. Em giỏi lắm. Nó bốc đồi luôn. Rồi. Thôi không được đâu, thôi thoại bỏ em đi ơi. Bỏ đi ơi. Ra cũng được một cái. Thôi cho nó ném trước đi. Cho nó ném trước. Thôi ném đi. Nói gì nữa. Một phát luôn, một phát. Báo đi tao. Còn cuối cùng. Còn một game. Mấy vòng rồi ta? À còn một game nữa. Còn game nữa thôi đại diện nữ đi à. Đó, đại diện Vi đi, Vi với Diệp Quý rồi chưa? Đại diện hai đại diện mạnh nhất. Còn có một game nữa. Còn game nữa. Đây nè, còn một vòng nữa. Ok. Không. Ném gà phải. Áp lực. Thank you.
ngàn sức á. À rồi. Mà ghi đâu ơi, vào đây chưa? Ồ hết rồi. Này em ơi, cố lên. Chị có thể nào nếp chụp bên được không? 8, 3, 5, 8. Bên người ta, bên tim tim mạnh người ta gài những con ác chủ bài vô đây mà cứ sao. Ra ngoài. Ghê vậy sao? Về ba rồi. Ba lần liên tục. Ra ngoài luôn. Anh em có cơ hội. Bây giờ mày chỉ cần ném trúng một cái thôi là được. Riêng nhiều quý 60 rồi. Ba game ba. Mày. À Long à? Long ơi, mày. À, vậy là được rồi, cái tuổi nhỏ là việc nhỏ em. Một lần là gấp đôi luôn. Nếu mà một phát đổ hết là gấp đôi. Ai? Được rồi đấy, ổn rồi đấy. Bộ lên Long ơi, hết là đẹp em ơi. Nói chung là thua hết là chỉ có hơn một mình hợp lý thôi. Thua hết luôn á. À con Khoa kìa, Khoa là mấy? Gia đình con. Mày làm được, đổ được 5 cái thôi cũng được. Rồi, Huy đánh ngoài đây. Đánh ngoài đây. Chỉ cần ném chúng rồi luôn.